Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Phúc tiếp tục cập nhật một số thông tin mới về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Nhìn vào hình ảnh này, cô chú anh chị thấy Tuyết Nhung có xinh đẹp không ạ? Rất xinh đẹp phải không cả nhà? Đây là hình ảnh của Tuyết Nhung trong show diễn tại phòng trà không tên. Show diễn này Tuyết Nhung đã thể hiện rất thành công những bài hát đơn ca của mình, cùng với màn trình diễn song ca cùng với người bạn tình trên sân khấu, đó là Trường Giang. Cả hai được mọi người vô cùng yêu mến với tên gọi là cặp đôi áo màu đỏ, rất là tuyệt vời. Sau đêm diễn tại phòng trà không tên thì Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân cùng với gia đình Phi Nhung đã tham gia một số chương trình thiện nguyện tại các chùa và phát quà cho các em thiếu nhi nhân mùa Tết Trung Thu. Thiên Ngân cũng vậy, cũng chia sẻ hình ảnh em ấy rất là xinh đẹp, chụp ảnh cùng với những chiếc lồng đèn rất xinh xắn. Và đây là tuổi thơ mà chúng ta ai cũng đã từng trải qua, phải không cả nhà? Tết Trung Thu là Tết của thiếu nhi, tất cả chúng ta ai cũng đều trải qua. Đó là một ký ức rất đẹp, phải không cả nhà? Hình ảnh này Thiên Ngân chụp ảnh cùng với những chiếc lồng đèn rất là xinh xắn. Đây là tấm hình mà Thiên Ngân cùng với chị gái của mình Tuyết Nhung cùng với đại gia đình Phi Nhung tổ chức phát quà bánh Trung Thu cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại quán Buddha Chai của mẹ Phi Nhung. Đây là hình ảnh của ông Địa, rất dễ thương phải không cả nhà? Và người quá trang thành ông Địa đó chính là ba quản lý Diễm Phạm của đàn gà con tại quán Buddha Chai. Bụng ông Địa nhìn kỹ có vẻ hơi lạ lạ phải không cả nhà? Đó là bình luận của cô chú anh chị gửi đến với ba quản lý Diễm Phạm. Ông Địa và ông Lân tại quán Buddha Chai của ca sĩ Phi Nhung trong lễ hội trăng rằm phát quà Trung Thu cho trẻ em, rất tuyệt vời. Ông Địa cùng với nhân viên nhà hàng Buddha Chai. Và đây rất là nhiều trẻ em đến với Buddha Chai. Những chiếc lồng đèn xinh xắn cùng với ông Lân, những màn trình diễn mà tuổi thơ chúng ta ai cũng đều có một lần trải qua và rất thích điều này, phải không cô chú anh chị? Rất tuyệt vời hình ảnh của đàn gà con. Đây là nhân viên của nhà hàng Buddha Chai đồng hành cùng với quản lý Diễm Phạm cùng với đàn gà con khi phát quà cho những trẻ em, rất vui. Rất nhiều trẻ em và phụ huynh đã đến với Buddha Chai để chờ đón nhận được những phần quà trao cho các bé. Ai cũng rất là hớn hở, rất là vui ngày lễ Tết thiếu nhi, Tết Trung Thu, phải không cả nhà? Đây là em Đức Hiếu, con trai trưởng của ca sĩ Phi Nhung, đã trò chuyện và phát quà cho các bé. Hình ảnh của các bé rất là vui, rất là hạnh phúc, háo hức chờ đón nhận phần quà từ người anh Phạm Đức Hiếu, con trai trưởng của ca sĩ Phi Nhung. Đức Hiếu không theo đuổi sự nghiệp ca hát. Hiện tại thì Đức Hiếu đang học phổ thông. Ngoài giờ thì em ấy phụ quản lý Diễm Phạm trong nom nhà hàng Buddha Chai, cũng như chăm sóc lo lắng cho các bé còn nhỏ,
con của ca sĩ Phi Nhung như là bé Trí, bé Đạt, bé Phi Như, bé Đức Thành cùng với dì Trinh. Rất là nhiều trẻ em háo hức xếp hàng chờ đón nhận quà tại quán Buda Chai của ca sĩ Phi Nhung. Đây là MC Diễm Quỳnh cùng với Đức Hiếu, Trường Sang và Tuyết Nhung. Trường Sang thì đang mặc áo thun sọc. Tuyết Nhung đứng cạnh Trường Sang. MC Diễm Quỳnh đang trò chuyện cùng với anh CA giữ trật tự. Rất vui, rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, tiếp nối những cái việc làm tốt đẹp trước đây của ca sĩ Phi Nhung. Giờ đây chị Hằng đã đi biểu diễn xa, thì đàn gà con tiếp tục nối nghiệp sự nghiệp thiện nguyện của chị Hằng. Rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Đây là hình ảnh em Phạm Đức Hiếu cùng với vợ Chí Tâm chuẩn bị hướng dẫn bà con và các bé ngồi đúng vị trí để chờ đón phát quà. Rất tuyệt vời. Đây là bé Phi Như, cô công chúa nhỏ của ca sĩ Phi Nhung. Em ấy cũng đang ngồi bên gian hàng để phát quà cho các em thiếu nhi. Rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Còn đây là em Tuyết Nhung, rất là xinh đẹp, phải không cả nhà? Với hình ảnh trên tay, đó là team của chị Hằng cùng với em Phạm Đức Hiếu. Hai chị em rất là xinh đẹp. Đức Hiếu, Tuyết Nhung vào vai chị Hằng và chú Cuội. Rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Đức Hiếu vào vai chú Cuội, đầu quấn khăn rằn cùng với chị Hằng Nga, Tuyết Nhung rất là xinh đẹp. Còn đây là Thiên Ngân. Rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Không biết Thiên Ngân đang múa cái điều gì mà nó hơi lạ lạ, phải không cả nhà? Đây là hình ảnh chụp từ điệu múa lạ của em Thiên Ngân. Thì Thiên Ngân có chia sẻ điệu múa này nhìn cũng hơi kỳ kỳ thiệt. Rất là vui, phải không cả nhà? Đó là toàn bộ cái đêm ngày hôm qua tại quán Buda Chai của ca sĩ Phi Nhung. Quản lý Diễm Phạm cùng với đàn gà con, đó là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Phạm Đức Hiếu cùng với tất cả nhân viên Buda Chai đã trao tặng những phần quà Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi tại Buda Chai. Quá tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.